Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúa chúng ta là đấng hằng sống, hallelujah. Và tôi tin rằng Chúa Giêsu muốn làm nhiều hơn nữa những phép lạ trong đời sống của chúng ta. Miễn rằng chúng ta có đức tin nơi Ngài. Tôi để ý thấy rằng tất cả những ai thành thật đến với Ngài, kiên trì đến với Ngài, không bỏ cuộc đến với Ngài, thì cuối cùng người đó được phước và nhận được phép lạ. Đó là điểm mà tôi nhận thấy qua cái quá trình mình đi phục vụ Chúa. Tôi thấy có những người cũng đầy năng đề, nhưng mà họ đến với Chúa lần thứ nhất họ thấy chẳng gì xảy ra và họ bỏ cuộc, và cuối cùng thì năng đề vẫn đeo bám trên đời sống. Có người thì đến tiếp lần thứ hai cũng biến đổi chút chút rồi họ bỏ cuộc, và cuối cùng nan đề lại ập đến. Nhưng tôi để ý tôi thấy rằng người nào mà không bao giờ bỏ cuộc, dù trong hoàn cảnh thế nào vẫn tin Chúa Giêsu, vẫn bám lấy Ngài, vẫn đến và kêu cầu Ngài, thì cuối cùng người đó được phước. Cho nên Kinh Thánh nói không sai, Kinh Thánh nói là cuối cùng của người công bình thì được phước. Cuối cùng của người công bình là được phước. Cho nên thưa anh chị em, tôi khích lệ tất cả anh chị em mình, những ai có những cái vấn đề trong cuộc sống, đừng bao giờ bỏ cuộc. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Vì cuộc chiến mà, có cái cuộc chiến tranh nào kết thúc trong vòng vài ngày đâu, phải không ạ? Có cuộc chiến tranh ở Syria, nội chiến thôi, nhưng mà đến nay đã gọi là bao nhiêu năm rồi, dài dặn. Nhưng mà người nào kiên trì người đã thắng. Đấy là chiến tranh. Cảm ơn Chúa vì điều đó. Cho nên những lời chứng ngày hôm nay, tôi thấy bản thân mình cũng rất được khích lệ, bởi vì biết rằng Chúa Giêsu chúng ta hôm qua, hôm nay mà đời đời không thay đổi. Amen chứ. Tôi kính lệ tất cả anh chị em đang xem livestream qua Facebook coi thánh, hãy tin nhận bám lấy Chúa. Chúa Giêsu không thay đổi và hôm nay Ngài cũng chúc phước cho các bạn. Nếu các bạn có bệnh tật, hãy biết rằng hôm nay mình được chữa lành. Nếu các bạn có những nan đề bị ma quỷ ức hiếp thì hôm nay là ngày được giải cứu. Amen. Nếu các bạn có những nan đề về tài chánh thì hãy biết rằng Ngài là đấng luôn mọi lối đi. Amen. Chúa ban phước cho các bạn. Cảm ơn Chúa. Hôm nay tôi đến với hội thánh sẽ chia sẻ vài lời để cho khích lệ đức tin của tất cả anh chị em đang ngồi tại nơi đây. Cảm ơn Chúa vì đức tin của ông bà anh chị em. Cảm ơn Chúa vì ông bà anh chị em đã bỏ thời giờ đến để tôn kính Chúa, và Chúa đã đấng ghi nhận được đó. Chắc chắn Ngài ghi nhận được đó. Ngài rất quý những tấm lòng nào tôn kính Ngài. Cảm ơn Chúa. Và trong trong Luca chương 17 nói đó, không thể nào mà không có sự vấp phạm trong thế gian này. Tức là không thể nào chúng ta có thể tìm được một chỗ hay một đất nước nào mà hoàn toàn như thiên đường, không bệnh tật, không năng đề, không cãi vã, không thiếu thốn, không bao giờ có. Chúa Giêsu đã nói không thể nào mà không có sự vấp phạm hay không có sự khó khăn, tội lỗi trong thế gian này. Chúa đã nói thì chắc chắn đúng. Cho nên thưa anh chị em, vấn đề là chúng ta đừng bao giờ đi tìm để có một cuộc sống lý tưởng, toàn màu hồng. Nhưng hãy đi tìm cái đấng có thể giúp mình chiến thắng tất cả mọi nan đề. Amen nhé. Đó là điều mà mình cần đi tìm. Khi chúng ta có Chúa Giêsu trong đời sống mình, trong gia đình mình, trong con cái mình, trong nghề nghiệp mình, tôi đảm bảo với anh chị em rằng chiến thắng là điều chắc chắn. Vì Ngài là đấng chiến thắng. Ngài là đấng chiến thắng. Cho nên hôm nay tôi sẽ xin Chúa chia sẻ cho anh chị em một khía cạnh làm thế nào để đời sống chúng ta đắc thắng. Làm thế nào? Đó là vấn đề mà chúng ta phải cứ nói đi nói lại. Và mỗi lần chúng ta sẽ nói một chủ đề khác để cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu định cho chúng ta sống đắc thắng. Đắc thắng bệnh tật, đắc thắng ma quỷ, đắc thắng đói nghèo, đắc thắng tất cả những buồn lo, đắc thắng tất cả những cái thất bại giới hạn mà Chúa đời này là Satan đã đem đến cho cuộc sống của mọi con người. Satan là kẻ đứng đằng sau tất cả những nan đề mà con người gặp phải. Nhiều người gặp nan đề bảo lộ cái này do vợ tôi, do chồng tôi, do cha mẹ tôi là không đúng cho nên tôi bị nan đề. Không phải đâu. Đừng đổ lỗi cho ai hết á. Đổ lỗi đúng cho Satan. Nó là kẻ gây ra nan đề. Nếu thế giới này không có ma quỷ thì anh chị em thiên đàng đã đến rồi. Nhưng thiên đàng đã đến 2000 năm mà tại sao chưa hiện ra? Tại sao còn hàng tỷ người chưa biết?
là bởi vì có một kẻ đang che mặt họ. Kẻ đó cũng chính là Satan. Đức Chúa Trời tạo dựng con người ngay từ ban đầu, trong Sáng Thế Ký chương 1 câu 26, Ngài nói rằng ta sẽ dựng nên loài người theo hình ta và tượng ta. Chúng ta đây là hình ảnh của Đức Chúa Trời, anh chị em ngồi đây là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Và đồng thời Ngài nói rằng ta ban cho con người quản trị loài chim trên trời, loài cá dưới nước, loài thú trên và mọi cây cỏ. Chúa ban cho con người một cái thẩm quyền để sống, và nhờ thẩm quyền đó con người có thể cai trị trong cái thế giới này. Nhờ cái thẩm quyền đó con người có thể thắng nan đề, thắng bệnh tật, thắng sự chết, thắng ma quỷ. Thẩm quyền. Nếu một ngày nào đó chúng ta mất thẩm quyền là chúng ta mất tất cả. Chúng ta mất sự an ninh, chúng ta mất sự sống, chúng ta mất sự tự do. Anh chị em thử tưởng tượng đi, tại sao những đất nước họ phải đấu tranh để giành độc lập tự do mặc dù phải trả bằng máu? Tại sao? Bởi vì họ muốn khôi phục lại cái thẩm quyền. Một đất nước tự do, một đất nước độc lập là đất nước có thẩm quyền. Người chủ tịch, người tổng thống, người vua đất nước nó có tiếng nói, và tiếng nói của ông phải được thực thi. Còn đất nước mà mất chủ quyền thì người ta gọi là bù nhìn, là nô lệ, không có thẩm quyền. Anh chị em có biết điều gì xảy ra cho nhân loại không? Từ Sáng Thế Ký, Adam là tổ loài người đã đánh mất thẩm quyền của mình vào tay của Satan. Và kể từ đó con người sống trong đau khổ. Con người bị bệnh mà không thể chữa được. Con người bị ma quỷ ức hiếp mà không thể thoát ra được. Con người bị đói nghèo mà không thể làm thế nào để cải thiện đời sống của mình được. Con người bị xung đột chiến tranh mà không thể nào giải quyết được. Đánh nhau triền miên. Trong gia đình có những cái sự xung khắc như là chứng của em vừa nghe, mà bao nhiêu năm, 10 năm trời không giải quyết được. Đơn giản, rất đơn giản nhưng mà không giải quyết được. Bởi vì có một kẻ đã cướp mất thẩm quyền của chúng ta. Chúng ta nói nhưng mà lời chúng ta không có trọng lượng. Chúng ta làm nhưng mà việc làm chúng ta không có giá trị. Đó là vấn đề. Cho nên anh chị em à, Chúa Giêsu đã đến 2000 năm trước. Chúa Giêsu đến và mục đích của Ngài là gì? Mục đích của Ngài là khôi phục lại tình trạng của con người, làm hòa con người trở lại, tha thứ tội lỗi cho con người, tẩy sạch những cái điều thiếu hụt của con người để khôi phục tình trạng con người lại, và con người trở thành hình ảnh của Đức Chúa Trời một lần nữa. Con người có thể sống và cai trị trong cuộc sống của mình. Tại sao chị này được chữa lành? Bởi vì chị ấy tin Chúa Giêsu, và trên chị ấy có thẩm quyền trên bệnh tật, và chị ấy được lành. Tại sao gia đình của anh chị được phục hồi? Bởi vì anh chị tin Chúa Giêsu, anh chị cầu nguyện với Chúa Giêsu, và ma quỷ là kẻ cầm buộc phá hủy gia đình anh chị ấy, cuối cùng ta phải thuần phục và thôi luôn. Rất đơn giản. Thực ra lại thật rất đơn giản, nhưng con người không chịu hiểu, và con người không chịu đi tìm kiếm Chúa Giêsu. Con người đi tìm kiếm những giải pháp ngồi Chúa Giêsu để giải quyết cho những nan đề của mình. Nhưng mà khổ một điều, cái kẻ mà cầm buộc thẩm quyền của con người là Satan, nó vẫn đó, nó vẫn ngồi đó. Kẻ ăn trộm vẫn ở trong nhà của mình, nhưng mà mình thì lo đi rào xung quanh tường rào, phải không chứ? Anh kẻ ăn trộm nó vẫn nằm trong nhà, nó ngủ dưới giường, nó ngồi trên đi băng nhà mình, còn mình thì lo đi mua cọc, mua rào về rào xung quanh. Có nghĩa anh chị em à, phải mời một người đến để trói cái kẻ trộm trong nhà mình, tống nó ra ngoài. Đó mới là an ninh. Amen nhé. Anh chị em phải mời Chúa Giêsu đi vào đời sống của mình và thưa với Ngài rằng lạy Chúa, con đầu phục thẩm quyền của Ngài. Ngài hãy giúp con tống kẻ trộm trong đời sống của con ra khỏi. Tại sao đang bệnh? Vì có một kẻ cướp sức khỏe của anh chị em. Tại sao gia đình anh chị em xung đột? Bởi vì có một kẻ cướp hạnh phúc gia đình của anh chị em. Amen. Tại sao anh chị em thiếu thốn, thất nghiệp, nghèo đói? Bởi vì có một kẻ cướp sự thịnh vượng của anh chị em. Kẻ đó có cái tên chung là Lucifer, Satan. Nó có tên
nó có rất nhiều ma quỷ lâu la, nhưng mà cái tên đó là trùm băng đảng ma phi. Nó nhiều bữa một sự lên viên nó là trùm xã hội đen, trùm xã hội đen trong thế giới tục lệ. Cho nên mình cần phải đánh là đánh thằng đó, còn nói thằng đó, xua đuổi thằng đó, nhưng sức mình không làm được. Mình cần phải chạy đến với Chúa Giêsu để Ngài trao ban cho mình thẩm quyền. Mình mất rồi, bây giờ mình cần lấy lại. Và ai cho mình lại? Chúa Giêsu cho. Amen. Chúa Giêsu cho. Cho nên bài giảng hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh chị em gọi là ba cấp độ thẩm quyền trong Chúa. Làm thế nào để mình có được thẩm quyền? Cái vấn đề của chúng ta tin Chúa ở đây không phải là mình đi theo đạo, cũng không phải là mình đi nhà thờ hay mình theo cái tôn giáo nào, mà chẳng giải quyết được cái gì cả. Tôi đảm bảo anh chị, nếu chúng ta không hiểu lẽ thật, mình cứ đi nhà thờ đi 10 năm cũng chẳng giải quyết được gì. Vấn đề chúng ta đến với Chúa Giêsu là để Ngài ban cho mình cái thẩm quyền để mình sống đắc thắng trong thế giới này. Đó là vấn đề mình cần tìm kiếm. Đó là vấn đề tìm kiếm. Và anh chị em nhìn thấy đó, Chúa Giêsu là đấng cầm tất cả mọi thẩm quyền. Thẩm quyền đó không có ở trong con người, không có ở trong tổ chức nhà thờ, không có ở trong giáo hội, không có trong bất cứ một tổ chức con người nào. Thẩm quyền thật sự hiện nay nằm trong tay Chúa Giêsu. Câu kinh thánh anh chị em vừa đọc đó. Amen. Hết thảy quyền phép trên trời dưới đất đã giao cho ta ở đây chính là Chúa Giêsu. Cho nên ngoài Chúa Giêsu ra không có thẩm quyền thật sự. Ngoài Chúa Giêsu ra đó chỉ là quyền con người tự tạo ra rồi hà hiếp lẫn nhau, cai trị lẫn nhau, bắt nhau làm nô lệ. Chứ còn đó không phải là thẩm quyền đời đời, không phải thẩm quyền đời đời. Một cái đất nước hùng cường lên thì đi hà hiếp đất nước khác, nhưng mà rồi mai mốt đất nước nó sập đổ xuống thì bị khác hà hiếp lại. Nó qua lại như thế thôi. Kẻ mạnh hiếp kẻ yếu, đó là đất này. Nhưng thẩm quyền thực sự nằm ở Chúa Giêsu. Và hay một điều là gì? Chúa Giêsu bây giờ Ngài trao thẩm quyền đó cho những người theo Ngài, chứ Ngài không ích kỷ giữ cho mình. Ngài không giữ cho mình. Anh chị em mình hãy vui một việc đó. Câu kinh thánh ở trong Luca chương 9 câu 1 câu 2 chép như thế này: Đức Giêsu gọi 12 sứ đồ lại, ban cho năng lực và thẩm quyền để trừ tất cả các quỷ và chữa bệnh. Ngài sai họ đi truyền giảng nước Đức Chúa Trời và chữa lành những người đau yếu. Anh chị em thấy không ạ? Anh chị em và tôi đang ngồi đây là những người được Chúa Giêsu chọn lựa. Và Ngài chọn lựa người nào thì Ngài trao thẩm quyền cho người đó. Đó là điều chắc chắn. Cho nên anh chị em hãy tin đi. Không phải ngẫu nhiên hôm nay mình ngồi đây, không phải ngẫu nhiên mình biết Chúa Giêsu, không phải ngẫu nhiên mình được đến để hưởng nước trời. Bởi vì Chúa Giêsu kêu mình đến, Chúa Giêsu gọi mình đến, Chúa Giêsu chọn lựa mình. Và khi Ngài chọn lựa thì Ngài không để mình yếu đuối, Ngài không để mình không có năng lực, Ngài không để mình trở nên như người bình thường, nhưng Ngài biến mình trở thành gì ạ? Con cái của Đức Chúa Trời. Và Ngài nói rằng Ngài ban cho mình năng lực và thẩm quyền để giảng phúc âm, để chữa lành, để đuổi quỷ. Đó, năng lực đó là năng lực từ trời, không phải năng lực trên đất này. Dạ dạ. Một người có năng lực để chữa lành đuổi quỷ, một người có năng lực để giảng phúc âm, một người có thể giúp đỡ người khác những năng lực của họ mà y khoa không làm được, những con người quyền lực đời này không làm được, những con người có sức mạnh tiền của đời này không làm được, những người đã làm được. Thì anh chị em phải biết rằng năng lực đó không đến từ đất này, năng lực đó đến từ trời. Anh chị em và tôi là những người có tiềm năng, có khả năng, có cơ hội để nhận lãnh năng lực đó và phát triển năng lực đó để giúp đỡ người khác. Cái đó tôi gọi là thẩm quyền thuộc linh. Thẩm quyền thuộc linh. Nhưng mà thẩm quyền thuộc linh nó thể hiện ở đâu? Nó thể hiện ở đâu? Không ạ? Thẩm quyền thuộc linh nó thể hiện ở đâu? Anh chị em biết không? Ở trong cửa ước đó. Khi mình đọc cửa ước đó, mình đọc cửa ước mình sẽ thấy là Đức Chúa Trời mình được gọi là Giê-hô-va.
mà bên tiếng Hebrew dịch ra mình đọc đọc đúng nó phải là Yahweh, đúng không? Một cái danh thôi. Nhưng mà khi Đức Chúa Trời gặp Abraham, gặp Môi-se, gặp Gideon hay gặp nhiều người thì Ngài tỏ cho người đó Ngài là ai. Ngài tỏ cho Ngài là ai. Còn nói chung chung Đức Chúa Trời không thì mình không biết Đức Chúa Trời làm được cái gì. Đúng không? Bây giờ mình đến với các bạn nói, ô, anh biết Đức Chúa Trời, tôi biết Đức Chúa Trời, tên Ngài là Đức Chúa Trời. Vậy thì mình cũng chẳng biết là gì. Nhưng Đức Chúa Trời thường tỏ danh Ngài. Ví dụ như khi Ngài tỏ Ngài cho dân tộc Gia Thái trong đồng vắng đang bị bệnh thì Ngài nói rằng ta là Đức Giê-hô-va, ta là Đức Chúa Trời, ta là Giê-hô-va Rapha. Rapha là đấng chữa lành. Và người ta biết, ô, Đức Chúa Trời mình có thể chữa lành. Tôi sẽ đọc cho anh chị em rất nhiều danh xưng à, ở trong Cựu Ước á. Ví dụ như Sáng Thế Ký 1:1 thì Ngài tỏ Ngài là Elohim. Elohim là đấng sáng tạo. Đức Chúa Trời mình là đấng sáng tạo. Anh chị em nhìn mặt trăng, mặt trời, cây cỏ, cá dưới nước, chim trên trời, thú đồng, tất cả mọi thứ ở đâu ra? Người ta nghĩ là lắm lắm trò, lắm lý thuyết. Nhưng thưa anh chị em, Chúa sáng tạo ra. Anh em, Ngài là đấng sáng tạo ra. Nói vậy cho nó gọn, dễ hiểu. Đừng mất thời giờ tâm trí này nghĩ khỉ ra hay là mượn ra. Không cần. Không à? Không cần. Cho nên nhiều khi con người ta nghĩ ra những cái điều mà rất là phi lý mà cả thế giới vỗ tay bởi vì trái kinh thánh. Rồi Đức Chúa Trời ở trong Thi Thiên 16 tỏ ra Ngài là Adonai, nghĩa là đấng làm chủ. Đức Chúa Trời là đấng làm chủ. Ngài đi đến đâu là Ngài cai trị ở đó, Ngài cai quản ở đó, Ngài làm chủ ở đó, Adonai. Sau đó thì Ngài tỏ ra nữa là Mekade là đấng thánh khiết, thánh hóa mọi sự, phải không? Rồi Ngài đấng tỏ ra là Ngài là Yahweh, Ngài là đấng chăn giữ con người. Rồi Ngài là đấng rài Nissi, chiến thắng, Giê-hô-va Nissi. Rồi Ngài tỏ ra Ngài là Đức Chúa Trời Giê-hô-va Đi-rê. Đi-rê có nghĩa là gì? Cung ứng, chu cấp. Mình thiếu cái gì Ngài chu cấp cái đó. Rồi cuối cùng như nãy tôi nói, Ngài là Ra-pha, đấng chữa lành. Anh chị em tra hết cả Cựu Ước, anh chị em sẽ thấy nó có trên 50 danh xưng như vậy. Mỗi danh xưng gắn với một nhiệm vụ của Đức Chúa Trời, gắn với một khả năng của Đức Chúa Trời. Và tôi nói cho em một cái điều hết sức bí mật. Tất cả hơn 50 danh xưng, 50 nhiệm vụ đó được gói gọn vào một danh trong thời kỳ Tân Ước gọi là Giê-xu. Anh chị em có vui mừng không ạ? Trong Tân Ước, Giê-xu có nghĩa là đấng cứu rỗi. Và cái từ cứu rỗi này nó bao trùm tất cả. Bao trùm tất cả. Bất kể điều gì anh chị em cần đều có trong danh Giê-xu. Cho nên trong công vụ có nói, và ở dưới trời này không có một danh nào ban cho mọi người để nhờ đó mà loài người được cứu. Không có, chỉ có danh Giê-xu. Anh chị em ơi, thời đại Tân Ước này thẩm quyền nằm ở danh Giê-xu. Khi anh chị em kêu danh Giê-xu ra thì Kinh Thánh chép rằng mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất quỳ xuống. Quỳ xuống có nghĩa là thần phục. Mọi miệng lưỡi phải sao chứ? Xưng Ngài là Chúa. Đó là lý do tại sao khi chàng đứng trước một con người bị quỷ ám, anh chàng nói trong danh của Giê-xu ta bảo mày phải ra khỏi người này, lập tức nó hét lên. Tại sao nó hét lên? Vì nó quá run sợ. Sợ quá, quá sợ đó. Giống như là thủ lĩnh IS mà nghe tên Donald Trump sợ bắt mình treo cổ vậy. Không, IS vừa run vừa sợ ngồi trong góc, cuối cùng cũng bị cháy rồi. Đó, sợ. Cái danh có ý quyền, một cái danh có thẩm quyền, đó là danh Giê-xu. Tôi đang nói về phương diện thuộc linh. Trong thế giới thuộc linh, khi anh chị em kêu danh Giê-xu ra, tất cả vương quốc tối tăm của nó sẽ rung chuyển. Rung chuyển. Tôi nói điều này để khích lệ anh chị em hãy cầu nguyện cho nhà mình, cho vùng đất mình ở, cho phường, cho làng, cho xã mình ở. Khi anh chị em giơ tay lên nói trong danh Giê-xu, ta cột trói toàn bộ quyền lực tối tăm đang hành động trong khu vực này. Ta bảo mày phải bị cột trói và đi xuống vực sâu. Anh chị biết điều gì xảy ra? Thế giới cũng đã lắc lắc, động đất 7 độ Richter, sắp mặt xuống đất, ngã lăn ngã cồ. Và chúng nó bảo thôi chạy tụi bay, chạy hết, chạy. Bởi vì có một đấng cao cả hiện diện ở đây.
Anh chị em ơi, danh đó bây giờ được ủy quyền cho anh chị em và tôi sử dụng, và tôi gọi đó là thẩm quyền thuộc linh. Mình cần ý thức được điều đó. Đừng sợ bệnh tật, đừng sợ ma quỷ, đừng sợ bất cứ một vấn đề nào, bởi vì anh chị em có danh của Giêsu ở trên trán của anh chị em. Chúa trong Khải Huyền bảo là danh Ngài được đóng trên trán của những người cứu chuộc. Trán là gì? Tại sao trán? Thì biết sao? Đi đâu cũng lộ ra. Tao có bao giờ che trán tôi đâu? Đi đâu dơ trán ra mà người nằm trán vô vậy càng tốt. Không cứng đầu, người cứng đầu trán vô ra cứng đầu. Trán lúc nào dơ ra, danh của Chúa gắn trên trán mà khoe ra, biểu diễn ra. Mà ma quỷ nhìn thấy điều đó phải bỏ chạy khỏi đời sống chị. Cho nên thật sự đúng là mình sống trong Chúa trên cả tuyệt vời. Mình sống trong Chúa, mình có được một khả năng để cai trị đời sống này, mà mình cần phải khai thác triệt để. Đó là danh của Chúa Giêsu thẩm quyền ở trong đó nha chị. Rồi bây giờ tao nói tiếp. Khi Ngài ban cho chúng ta thẩm quyền đó, không phải là Ngài đợi cho chúng ta tin Chúa 20 năm, 30 năm. Ngay khi anh chị em xưng nhận Giêsu và trở thành con cái của Ngài, ngay khi anh chị em được tái sinh và trở thành con cái của Ngài, thì anh chị em biết điều gì không? Thẩm quyền đó đã có trên đời sống. Có. Vấn đề là mình sử dụng nó. Vấn đề là đức tin mình phải đủ lớn để sử dụng. Vũ khí đã có rồi, bây giờ học cách sử dụng vũ khí. Đó là vấn đề. Cho nên tôi muốn cả hội thánh nói cùng tôi nha. Tôi cũng nói, anh chị cũng nói. Nói để khẳng định mình. Ok chưa? Anh chị nói nè. Cảm ơn Chúa Giêsu. Ngài đã ban cho con là người tin Ngài, thẩm quyền và năng lực, để rao giảng phúc âm, để chữa bệnh, để đuổi quỷ. Và Ngài vui mừng khi biết con sử dụng chúng một cách hiệu quả. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu. Đó là sự thật đáng vậy. Anh chị em mình mỗi ngày phải lặp lại như thế cho bản thân mình, để nhắc cho mình nhớ rằng thật sự Chúa đã cho mình thẩm quyền và năng lực để giảng phúc âm, để chữa bệnh, để đuổi quỷ. Và Ngài vui mừng khi mình sử dụng danh Ngài một cách hiệu quả. Tại sao tôi nói điều đó? Có một đoạn kinh thánh rất là hay, đó là trong Luca chương 9, chương 10 câu câu 21. Nè tôi đọc cho nghe. Luca chương 10 câu 21, Chúa nói vậy này: ngay giờ đó Ngài tràn đầy niềm vui trong Đức Thánh Linh và nói: lạy Cha Chúa Tể của trời và đất, con ngợi khen Cha vì Cha đã giấu những điều này với những người khôn ngoan và thông sáng, nhưng tỏ cho trẻ thơ. Vâng thưa Cha, vì điều đó đẹp ý Cha. Anh em thấy ngay giờ đó là giờ nào vậy? Ngay giờ đó là giờ mà các môn đệ đi về và khoe với Chúa rằng: Chúa ơi, nhờ danh Ngài mà các quỷ nó bỏ chạy hết. Các môn đệ khoe, ông về bảo: ôi, cũng đuổi thằng này ra, còn trói thằng kia, tất cả la hét bỏ chạy. Các môn đệ xuống quá, ôi, lần đầu tiên trong cuộc đời mình trải nghiệm được một cái chuyến đuổi quỷ với nó là hết sức sống động, đúng không ạ? Và Chúa bảo là ngay giờ đó Ngài tràn đầy niềm vui trong Đức Thánh Linh. Anh chàng thấy. Cho nên nhờ vào câu Kinh Thánh này, anh chàng phải biết khi anh chàng sử dụng danh Chúa để chữa lành, để đuổi quỷ, để giải quyết nan đề trong cuộc sống của mình, Chúa vui. Không phải anh chàng vui không đâu, Chúa vui. Anh chàng có muốn Chúa vui không? Hãy thực hành thẩm quyền trong Chúa. Amen. Thực hành ở đâu? Ra ngoài chợ thực hành, lên những cái nhà, những cái gia đình, những cái con người đang đau khổ, hãy đến thăm họ và thực hành. Hãy thấy hàng xóm mình đau bệnh, hãy ghé hàng xóm mình thăm hỏi và thực hành. Anh chị ơi, anh chị có muốn chữa lành mà không tốn một xu nào không? Muốn thì Chúa Giêsu đặt tay chữa lành. Ai biết được khi Chúa làm phép lạ cả xóm đến tin Chúa đấy. Amen. Cho nên nhiều khi con cái Chúa hơi bị thụ động, hãy chủ động một chút, vì anh chị em mình có cái thẩm quyền mà không ai có. Amen. Bệnh viện không có, bác sĩ đời này không có, những vương quyền quan chức đời này không có,
Nhưng anh chị em và tôi là những người đơn sơ lại có. Bởi vì mình điều tiếp theo, điều tiếp theo, thẩm quyền thuộc linh này được thể hiện ở đâu? Kinh Thánh chép cho mình biết thẩm quyền thuộc linh trước hết được thể hiện trong lời nói của mình. Lời nói. Chúng ta ghi nhớ điều đó nha. Thẩm quyền trong danh Giê-xu được thể hiện ở lời nói. Anh chị em phải nói ra. Anh chị em không bao giờ có thể chữa lành mà không nói, đuổi quỷ mà không nói, hay là giảng phúc âm mà chẳng nói lời nào. Không được, phải nói. Vì thẩm quyền nằm ở lời nói. Chúa ngày xưa trong sáng thế ký, Ngài cũng dùng lời nói để sáng tạo vũ trụ này. Ngài nói sao ạ? Hãy có các vì sao và mặt trời mặt trăng hiện ra. Hãy có đất ở trong nước, đất tự nhiên xuất hiện. Hỡi cây cỏ, hãy sanh ra bông trái, lập tức nó sanh ra. Chúa dùng lời nói để sáng tạo. Và trong lời nói sáng tạo của Chúa chứa đựng một cái thẩm quyền tối cao. Ngày nay Ngài ban cho ông bà trên bà tôi cũng một thẩm quyền đó. Thẩm quyền có sức sáng tạo trong lời nói. Đó. Khi anh chị em chúc phước cho điều gì, điều đó được phước. Bữa tôi lên Facebook, tôi chụp hình cái hồ cá bảy màu tôi cho anh chị em coi đó. Không phải tôi khoe cá đâu. Tôi muốn cho anh chị em biết rằng trong lời nói của anh chị em có thẩm quyền. Tôi mua cả hai con rồi thôi. Tôi bảo tụi bay để ra nhiều cho tao. Đúng không? Bây giờ để gì mà 50-60 con, cả trăm con để đầy hồ đó đó. Bảo chưa dừng lại, mày để cho khi nào kẹt xe như Sài Gòn rồi thôi. Để như kẹt xe như Sài Gòn. Không phải ta sẽ giúp ta chào người khác. Đó. Cho nên khi mình chúc phước, cái lời của mình có thẩm quyền. Cái lời mình nói có thẩm quyền. Và thẩm quyền đó thậm chí có thể chữa lành nữa nha anh chị. Tôi nhớ cách đây 3 năm, và không phải 3 năm, 5 năm, chúng tôi có nuôi con gà tre đẹp lắm. Gà tre rất đẹp. Sau đó nuôi nó lớn lên đâu còn bắt đầu nó chạy chạy. Một buổi sáng nào tôi thấy nó bị đột quỵ. Đột quỵ. Tội lắm, nó bị đột quỵ, bắt đầu cái đầu nó trúng đất. Đầu nó trúng đất, nó đi khập 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 như thế này, nó cũng vừa nghiêng 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 này. Bà xã nói thôi chắc mình đem chôn nó cho rồi, tội nghiệp quá. Tôi bảo không được, nó còn sống sao chôn. Sao chôn sống đáng thế. Thôi bây giờ không biết cách gì, bác sĩ thú y thì cũng không giải quyết được. Thôi bây giờ mình dùng danh Chúa. Tôi ôm lấy con gà đó, trong danh Giê-xu mày phải sống nha. Trong danh Giê-xu hãy được lành đi gà. Anh chị biết không, sáng hôm sau nó tỉnh dậy nó đi bình thường. Và nó sống tiếp 3 tháng nữa nó mới chết. Cực kỳ gọi là quyền mạnh. Không phải chữa cho người đâu, chữa luôn gà chó mèo thôi. Cho nên trong cái miệng của anh chị em có một thẩm quyền tuyệt đối. Trong cái miệng của anh chị em có một năng lực cực kỳ mạnh. Cho nên anh chị em ơi, hãy biết vận dụng thẩm quyền ở trong lời nói. Câu chuyện của thầy đội là một minh chứng. Chúng ta hãy chiếu câu Kinh Thánh đó lên nào. Cho nên chúng ta hiểu một chút xíu về cái thẩm quyền thuộc linh đó. Khi Đức Chúa Giê-xu vào thành Ca-bê-ni-ôm, có một thầy đội đến cùng Ngài và xin rằng lại Chúa, đứa đầy tớ tôi mắc bệnh bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, ta sẽ đến chữa cho nó được lành. Anh em thấy Chúa không? Chúa bảo là được rồi, ta đến ta chữa cho nó lành. Nhưng mà sao? Thầy đội thưa rằng lại Chúa, tôi chẳng đáng rước Chúa vào nhà. Xin Chúa chỉ phán một lời thôi, thầy đầy tớ tôi sẽ được lành. Vì tôi ở dưới quyền người khác, tôi cũng có quân lính ở dưới quyền tôi nữa. Tôi biểu tên này là hãy đi thì nó đi, mà biểu tên kia là hãy đến thì nó đến. Và dạy đầy tớ tôi là hãy làm việc này thì nó làm. Đức Chúa Giê-xu nghe lời đó rồi, lấy làm lạ bèn phán cùng kẻ đi theo rằng, quả thực ta nói cùng các ngươi, ta chưa hề thấy ai trong dân Israel có đức tin lớn như này. Anh chị thấy câu chuyện này, lý do tại sao Chúa Giê-xu khen? Chúa Giê-xu khen bởi vì thầy đội này hiểu về thẩm quyền. Và hiểu rằng thẩm quyền thực tế nằm trong lời nói của Vương Tòa. Cần gì tôi phải đến tận nơi? Cần gì? Và khi Chúa Giê-xu phán một lời xong, ông thầy đội nào về thấy sao ạ? Đầy tớ được. Đó là thẩm quyền thật sự. Thẩm quyền thật sự thể hiện ở lời nói. Và Chúa Giê-xu nhiều lần, phải không ạ? Rất nhiều lần, Ngài cũng thể hiện những điều đó. Tôi đọc một vài câu Kinh Thánh nữa, anh chị em nghe ha. Đến chiều, trong Ma-thi-ơ chương 8 câu 16, đến chiều người ta đem cho Đức Chúa Giê-xu nhiều kẻ bị quỷ ám. Ngài lấy lời nói mà đuổi quỷ ra, cũng chữa được hết thảy những người bệnh. Anh chị em thấy không ạ? Ngài dùng cách gì để đuổi quỷ? Lời nói.
Dùng cách gì để chữa bệnh? Lời nói. Ngài dùng lời nói để đuổi quỷ chữa bệnh. Ngài nói rằng lành đi, lành luôn. Ngài nói quỷ ra đi, ra luôn. Lời nói. Trong lời nói của một người có thẩm quyền thì lời nói đó có năng lực. Anh em ra đường thì xử lý ngay. Ông cảnh sát giao thông mặc áo vàng, đeo biển hiệu rồi là tuyến xe này dừng, tập vô là anh em dám chạy không? Chạy đi dưới đeo đạp vô đường này, đúng không? Thẩm quyền. Thẩm quyền nói ai cho? Hệ thống quyền lực của nhà nước cho. Anh em nói ra một lời ma quỷ tại sao nó sợ? Không phải anh em có năng lực, nhưng thẩm quyền là đến từ thiên đàng. Thẩm quyền nó đến từ nước trời. Thẩm quyền nó đến từ Đức Chúa Trời là đấng tạo những muôn loài này. Khi anh em nói ra một lời thì lời đó là đại diện cho nước trời. Cho nên ma quỷ phải thuận phục, bệnh tật phải thuận phục, đói nghèo phải thuận phục, những điều tối tăm điều ác phải thuận phục. Anh em hiểu không ạ? Đó là vấn đề mình cần phải hiểu. Cho nên anh em càng phong phục Chúa, anh em càng thuận phục Chúa, thẩm quyền anh em càng sắc bén. Hãy nhớ câu đó. Cho nên nếu một ông cảnh sát mà ông chống lại chính quyền thì chắc chắn rồi, vài bữa thôi là tước quân tịch. Mà tước quân tịch thì trở thành gì? Thường dân, mất hết thẩm quyền. Nhưng nếu ông đó mà ông chấp thuận luật pháp, ông sống đúng đắn, không ăn hối lộ, tất cả mọi thứ đều tốt, thì thẩm quyền đó được giữ lại và ngày càng lên chức. Sao mà ai làm cảnh sát giao thông đứng đường biết rồi, phải lên chức nha. Hiểu là như thế cho nó dễ hiểu. Lên chức. Mỗi một thời gian anh chị đi với Chúa và những thử thách, những khó khăn vượt đến trong đời sống, anh chị em vượt qua thử thách, anh chị em được thăng cấp trong thế giới thương mại. Và thẩm quyền anh chị em cả nâng cao trong lời nói ha. Bây giờ tôi sẽ nói về ba cấp như sau. Thứ nhất, lời nói để chữa bệnh đuổi quỷ là cấp 1 nha. Thứ hai, lời nói để khiến cho thiên nhiên suy phục, cấp 2. Và lời nói biến đổi được lòng người, cấp 3. Tôi đang nói về ba cấp thẩm quyền nha. Ba cấp này đã đi theo những thứ tự của nó. Và đuổi quỷ chữa bệnh là cấp thấp nhất. Anh chàng mới tìm Chúa, ông cả có được tiền đuổi quỷ chữa bệnh luôn. Cho nên có người mới ngạc nhiên, ủa sao? Ủa tôi mới tìm Chúa mà đặt tay cái quỷ nó ra luôn nhỉ? Sướng quá, tuyệt vời. Đặt tay cái chữa lành luôn, ok. Đó là cấp đầu tiên. Cấp đầu tiên của thẩm quyền Chúa ban cho tất cả chúng ta là đuổi quỷ chữa bệnh. Nhưng mà mình đừng có dừng lại ở đó. Mình phải tiến lên là suy phục thiên nhiên. Anh em thấy Chúa Giêsu có điều đó không? Có không? Có nè. Khi thấy một cây vả bên đường, Ngài đến gần nhưng chỉ thấy toàn lá mà thôi. Ngài quở, mây sẽ không bao giờ ra trái nữa. Lập tức cây vả khô héo. Ma-thi-ơ chương 21 câu 19. Anh em thấy không ạ? Chúa không chỉ nói cho ma quỷ bệnh tật, Chúa nói cả cái cây. Và khi Chúa nói xong một cái cây nó khô từ rễ cho đến ngọn, khô lập tức. Thì khủng khiếp không? Quá khủng khiếp. Tiếp theo, trong Mác chương 4, Ngài bèn thức dậy, quở gió và phán cùng biển rằng hãy êm đi, lặng đi. Gió bèn dứt và đều im lặng như thờ. Là chưa? Cái cây cũng biết nghe, biển nó cũng phải biết nghe. Cho nên khi anh em có cái mức thẩm quyền cao hơn từ trời, thì không những cái vật có tri thức nó nghe, có cái hiểu biết nó nghe, mà những cái vật vô tri vô giác như cây, cỏ, biển, gió, nó cũng phải nghe lời. Đó là thẩm quyền. Thẩm quyền đó để làm gì? Để cai trị trong đời sống này. Cai trị trong đời sống. Nghe theo. Đó. Trong Cựu Ước cũng có một vài cái sự kiện giống vậy. Anh chị em biết Giô-suê không? Giô-suê là người mà dẫn dân Gia Thái chiếm thành Giê-ri-cô đó. Tướng lĩnh của đạo quân người Israel ra khỏi xứ Ai Cập đấy. Khi Giô-suê đánh trận và quân thù suýt nữa thì bị tàn diệt hết, nhưng mà mặt trời chuẩn bị lặn. Và ông chỉ lên trời, ông nói sao? Hỡi mặt trời hãy đứng yên. Hãy đứng yên cho đến chừng ta tiêu diệt quân thù. Anh chị biết sao? Mặt trời đứng yên, không làm nữa. Và ngày hôm nay, ở thế kỷ hiện đại này, khoa học người ta tính lịch ra, người ta thấy ô, sao trái đất này thiếu mất một ngày? Thì hóa ra năm xưa Giô-suê đã bảo cho vũ trụ này phải ngưng lại.
phải một lời mà vũ trụ phải ngưng lại. Anh chị em thấy cái mức độ thẩm quyền khủng khiếp đấy. Rồi ai nữa? Môi-se chỉ vào biển đỏ và nói rằng biển phải rẽ á. Lập tức có một ngọn gió nó đến tách biển làm đôi và một con đường khô đi giữa biển. Khủng khiếp không? Rất khủng khiếp. Cho nên chị em ơi, mức độ thẩm quyền của anh chị em mình đó là kinh khủng lắm, rất lớn. Tiếp theo là lời nói để biến đổi lòng người. Đây là mức độ thẩm quyền cao nhất, cao nhất. Bây giờ mình đi giảng phúc âm, anh chị nghe, mọi người nghe và lòng họ suy phục và họ được biến đổi, thì đó là Chúa biến đổi họ. Còn Chúa chưa cho bất kể một con người nào có thẩm quyền trên con người khác, chưa vậy. Nhưng trong cựu ước thì có bóng dáng của điều đó, nhưng mà đó cũng bởi Chúa sai phái. Ví dụ như tiên tri Eli, phải không? Khi ông đi ngang Elise, ông quăng cái áo, lập tức Elise bỏ tất cả mọi thứ theo Eli. Và trong tân ước mình cũng thấy hình ảnh đó trên Chúa Giêsu. Tôi ví dụ ở trong Luca chương 5 nha. Kể đó, Đức Giêsu ra ngồi thấy một người thâu thuế tên là Lê-vi, chương 5 câu 27, đương ngồi tại sở thâu thuế. Ngài bèn phán cùng người rằng: hãy theo ta. Lê-vi bèn bỏ hết mọi sự, đứng dậy đi theo Ngài. Anh em thấy lạ không? Tôi đọc chỗ này tôi thấy rất lạ. Mấy cái ông đánh cá như ông Giang, ông Phi-rơ thì dễ hiểu. Mấy ông này nghèo lắm cho nên Chúa bảo đi theo mà theo luôn. Không có gì bắt đầu ông theo. Có mấy tấm lưới đó cũng vứt ra rồi. Theo Chúa lỡ không được về mua lại. Mà đúng cuối cùng mà mua lại đánh cá lại thì. Còn Lê-vi này á, là đồ đệ của Sa-chê. Anh em biết Sa-chê là trùm thâu thuế. Lê-vi này là lính của Sa-chê. Mấy ông này giàu lắm, cực kỳ giàu, nhiều tiền của lắm. Đất đai thì thôi rồi, biệt thự mấy căn. Cho nên là gọi một tiếng mà đi theo là hơi căng đấy. Nhưng mà tại sao Chúa Giêsu gọi một tiếng là đi luôn? Anh chị suy nghĩ về điều đó đi nha. Trong lời nói của Chúa Giêsu có một thẩm quyền. Và cái thẩm quyền đó nó thay đổi người nghe, nó thay đổi tấm lòng người nghe, nó thay đổi nhận thức, nó thay đổi tất cả. Khi người nào nghe được tiếng phán của Chúa thay đổi hết. Trong Matthew chương 7 có nói như thế này, câu 28: khi Đức Giêsu dứt lời, đoàn dân đông vô cùng ngạc nhiên về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dạy đầy ý quyền chứ không như các chuyên gia kinh luật của họ. Anh em thấy chưa? Dạy đầy ý quyền. Ví dụ như một người đứng giảng một bài giảng mà anh chị em ở dưới nghe thấy tầm thường mà chẳng có cái gì động chạm cả, thì đó người ta gọi là giảng kinh luật, giảng lời thôi. Nói anh nói tôi cũng nói, lấy bài văn để đọc. Còn một người nào mà giảng mà trong lòng anh chị em nhúc nhích đụng chạm, thậm chí nước mắt anh chị em phải rơi đó, anh chị em phải biết người đã giảng bởi thẩm quyền, giảng bởi thẩm quyền, biến cải lòng người, đụng chạm lòng người, và người ta nghe là há hốc mồm ra mà nghe, mắt trợn tròn lên mà nghe, nghe xong có thể té ghế mà không biết. Đó gọi là giảng bởi thẩm quyền, biến đổi lòng người. Chúa Giêsu mình giảng như thế, Ngài giảng bởi thẩm quyền. Hoặc trong Luca chương 22, mọi người đều làm chứng cho Ngài và ngạc nhiên về những lời ân hậu từ miệng Ngài. Anh nhận thấy cái người có thẩm quyền thuộc linh sẽ nói ra những lời ân hậu. Cái lời đó có thể làm mát lòng người. Cái lời đó có thể khiến cho cái người đang lo lắng tự nhiên thấy bình an. Cái người đang hận thù tự nhiên thấy yêu thương. Cái người đang cảm thấy buồn chán cuộc đời này cảm thấy đầy dễ yêu đời. Đó là lời ân hậu. Cho nên anh chị em mình được Chúa ban cho cái thẩm quyền để giảng phúc âm. Anh chị em mình phải mặc lấy thẩm quyền đó. Và giảng phúc âm là giảng bởi quyền phép chứ không phải giảng bởi lời con người. Thì phúc âm đó mới tái sanh được người nghe, mới biến đổi được người nghe, mới có thể đưa người nghe lên thiên đàng. Còn nếu mình giảng theo kinh luật á, mình giảng mà theo cái kiểu con người đó, thì anh chị em à, nhiều khi đi nhà thờ 30 năm rồi mà chưa biết lên thiên đàng được hay không. Nguy hiểm vô cùng. Ngồi mòn ghế nhà thờ, ngồi bài ghế nhà thờ nó lõm xuống luôn. Mà hỏi anh lên thiên đàng được không? Chưa biết, chưa chắc. Phải tu tiếp à. Đó là nhiều khi nó như thế. Nhưng mà khi mà mình nghe những lời ghi quyền từ Chúa đó, anh em sẽ biết, anh em sẽ biết Đức Chúa Trời hiện diện trong đời sống của mình. Anh em sẽ thấy Đức Chúa Trời chạm vào trái tim của mình. Anh em sẽ thấy Đức Chúa Trời đến bên cạnh và giải quyết tất cả những cái điều sâu kín bên trong tâm lòng của mình. Đó người ta gọi là giảng bởi thẩm quyền. Chúa Giêsu chúng ta giảng như vậy. Trong nhà hội của thời kỳ Do Thái 2000 năm trước,
Mỗi thứ bảy họ đều giảng lời Chúa. Mỗi thứ bảy họ đều đem năm sách Môi-se ra họ đọc. Nhưng cái ngày mà Chúa Giê-xu bước vào nhà họ là một cái ngày vô cùng đặc biệt. Và người ta sang chén vô cùng ngạc nhiên. Ngạc nhiên. Họ ngạc nhiên không phải vì Chúa Giê-xu giảng cái gì đó mới. Chúa Giê-xu vẫn đọc lại câu kinh thánh cũ. Anh em đọc trong Luca chương 4 đúng không ạ? Vẫn cũ. Thần Chúa ngự trên ta. Ngài sức dầu cho ta để giảng phúc âm cho người nghèo, để mở mắt người mù, để mở cùng cho người bị hại hết, và thả những tù nhân cho được tự do. Câu đó là họ nghe hàng chục, hàng ngàn, hàng trăm lần rồi. Nhưng cái buổi chiều hôm đó họ rất đổi ngạc nhiên vì lời đó có uy quyền biến đổi họ. Và trong Mác còn nói thêm, có một người quỷ ăn ở dưới cuối la lên, tại sao ông đến giết tôi trước thời hạn? Lần đó uy quyền vừa biến đổi lòng người mà vừa thiêu đốt ma quỷ. Anh chị em ơi, đây tôi gọi là ba cấp độ của thẩm quyền. Anh chị em nhớ nha, có ba cấp độ thẩm quyền. Cấp độ thứ nhất, chữa bệnh. Cấp độ thứ hai, suy phục thiện nghiệp. Cấp độ thứ ba, biến đổi lòng người. Ba cấp độ này nó đòi hỏi chúng ta có những cái phẩm chất phù hợp để thực hành. Một người lính mới chưa được đào luyện thì không thể nào bác B-40 bắn được. Anh không biết sử dụng, không biết, quá không biết. Cho nên mỗi một cấp độ thẩm quyền nó đòi hỏi những tính cách tương ứng. Tôi đọc anh chị nghe câu kinh thánh để anh chị thuyết phục được rồi. Các bạn, trong Timôthê 2 chương 2 câu 19 đã chép như thế này: tuy nhiên nền tảng vững chắc của Đức Chúa Trời luôn tồn tại. Trên nền đó có ghi rõ rằng Chúa biết những ai thuộc về Ngài, và ai kêu cầu danh Chúa thì phải lánh xa tội lỗi. Trong một tòa nhà lớn không chỉ có các vật dụng bằng vàng bằng bạc, nhưng cũng có những vật dụng bằng gỗ và bằng đất sét. Một số thì dùng cho việc sang, và một số được dùng cho việc hèn. Vậy nếu ai làm cho mình sạch khỏi những điều ô uế nói trên, người ấy sẽ như các vật dụng được dùng cho việc sang, được biệt riêng ra thánh, hữu dụng cho chủ và sẵn sàng cho mọi việc tốt đẹp. Amen. Anh nhận thấy lời Chúa thì rất rõ ràng. Vậy thì trong hội thánh của Chúa sẽ có những gì ạ? Bằng vàng, bằng bạc, bằng gỗ, bằng đất sét, đủ loại hạng người hết, đủ loại hết. Chúa cứu tất cả mọi loại người. Nhưng Chúa hứa một điều: ai mà sống một đời sống nên thánh giống Chúa thì người đó như chiếc bình vàng bình bạc, hữu dụng cho chủ, sẵn cho mọi việc làm. Anh em hãy nhớ rằng chúng ta là công cụ của Đức Chúa Trời để làm ra sự công bình trên đất. Tuy nhiên ở những mức độ khác nhau. Chúa cho chúng ta những cơ hội như nhau, Chúa cho chúng ta những cái tiềm năng như nhau. Nhưng quan trọng, mỗi một chúng ta đang đi trong một cuộc đua. Chúng ta đang chạy đua, đang chạy marathon. Cho nên sứ đồ Phao-lô nói: tôi không đánh bá vơ, tôi không chém gió, nhưng tôi nhắm mục đích mà chạy, để dọc được giải sự kêu gọi từ trời. Hỏi anh chị em, đừng phí thời giờ vào những việc vô ích. Hãy tập trung vào Chúa Giê-xu, hãy tập trung vào cuộc đua, hãy tập trung để hoàn thiện bản thân, không phải bởi sức mình, nhưng bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, để anh chị em trở thành gì ạ? Bình vàng, bình bạc cho Đức Chúa Trời. Chúa mong mỏi trong nhà của Ngài toàn vàng không? Có ai mà muốn nhà mình toàn vàng không? Chắc chắn ở đây giơ tay 100%. Giường cũng vàng, ấm nước cũng vàng, chén ăn cơm cũng vàng, đũa cũng vàng. Tôi hỏi câu là giơ 100%. Nhưng nếu tôi hỏi ngược lại, cái này ở đây muốn nhà mình toàn đất sét không? Chắc chắn là ý thật. Phải không ạ? Chúa cũng vậy. Chúa muốn hội thánh của Ngài vàng không? Toàn vàng bạc không? Để làm gì vậy? Để làm ra nhiều hơn nữa việc lành trên đất này, để nhiều người hơn nữa được giải cứu, được chữa lành, để nhiều người hơn nữa những cuộc đời, những gia đình được phục hồi, được hoàn thiện, xã hội này trở nên tốt đẹp hơn và Chúa Giê-xu quay trở lại nhanh hơn. Amen chứ. Nó phụ thuộc vào ý thức của mọi chúng ta. Đó, ý thức của mọi chúng ta. Cho nên cái điều này nó rất là quan trọng. Bây giờ có người sẽ nói là: nhưng mà mục sư nói vậy cũng chưa thuyết phục. Tại sao đôi khi đời sống của tôi cũng vẫn còn những yếu đuối,
nhưng mà tôi vẫn đi chữa bệnh đủ quỷ rầm rầm, đúng không? Đồng ý. Có điều đó. Nhưng mà anh chị em nghiệm đi, những thẩm quyền cao hơn anh chị em sẽ không có. Không. Nếu chúng ta sống một đời sống bất khiết, anh chị em có thể chữa bệnh đủ quỷ, nhưng anh chị em không thể ảnh hưởng được con người nào cả. Các em với tôi đều không? Không ai thay đổi qua đời sống anh chị em cả. Không ai thay đổi cả. Không ai được tái sanh. Không ai nghe anh chị em mà được thay đổi tấm lòng cả. Anh chị em không có được thẩm quyền đó. Cho nên tùy những mức độ, Chúa ban cho anh chị em những thẩm quyền khác nhau. Tôi lấy một ví dụ trong Kinh Thánh nha, để anh chị em thuyết phục điều tôi nói, là chúng ta cần phải rèn luyện tư cách, có những ơn trái thánh linh để sẵn sàng cho những mức thẩm quyền cao hơn. Chúng ta hãy chiếu câu Kinh Thánh ở đây ạ. Và tôi sẽ, anh chị em sẽ thấy ngạc nhiên về đoạn Kinh Thánh này. Xin thưa với anh chị em là Luca chương 9 câu 1 á, là Chúa kêu 12 sứ đồ lại, ban cho họ thẩm quyền chữa bệnh đủ quỷ. Nha, anh chị em đọc Luca chương 9 câu 1 á, là nó sẽ như thế. Nghĩa là trước cái đoạn này, các sứ đồ đã đủ quỷ chữa bệnh khắp nơi. Và họ về họ khoe là ui, nhờ danh Chúa bây giờ chúng con quyền lực quá, chúng con tuyệt vời, chúng con bây giờ khác người quá, chúng con đầy năng lượng, chúng con đầy năng lực và đầy thẩm quyền. Rồi sau đó đến câu 51 thì các thầy trò chuẩn bị lên thành Jerusalem, đi ngang xứ Samari. Bây giờ mình đọc đoạn này nha. Khi gần đến kỳ Đức Chúa Giêsu được đem khỏi thế gian, Ngài quyết định đi thành Jerusalem. Ngài sai kẻ đang tin đi trước mình. Họ ra đi vào một làng của người Samari để sửa soạn nhà trọ cho Ngài. Sau người Samari không tiếp rước Ngài, vì Ngài đi thẳng lên thành Jerusalem. Gia-cơ và Giăng là môn đồ của Ngài thấy vậy nói với Ngài: Thưa Chúa, Chúa có muốn chúng tôi khiến lửa từ trời thiêu họ không? Anh em nghe đoạn này thấy khủng khiếp đúng không? Phải không ạ? Mà Chúa Giê-xu xoay lại bỏ hai người mà rằng: các ngươi không biết thần nào xuống dục mình. Rồi Ngài cùng môn đồ đi qua làng khác. Nếu chị em đọc câu tiếp thì Chúa sẽ nói: vì con người đến không phải để hủy diệt người ta, bèn là để cứu người ta. Dân và gia cơ nghĩ rằng mình có thẩm quyền đủ quỷ chữa bệnh, có nghĩa là có thẩm quyền kêu lửa từ trời để như thế. Nhưng ở trong tấm lòng của dân và gia cơ chưa có tấm lòng của Chúa Giê-xu. Amen. Và điều gì xảy ra khi Đức Chúa Trời ban cho những con người chưa có tấm lòng của Chúa Giê-xu thẩm quyền trên thiên nhiên thế? Ôi, đấy là thảm họa. Cái thành phố Sài Gòn 10 triệu dân này sao tao giảng không biết tụi bay không tin. Giờ tao kêu lửa từ trời thiêu tụi bay tối nay chết hết, sạch 10 triệu người, phải khỏi hỏng rồi. Nhưng mà cảm ơn Chúa vì Chúa chưa ban thẩm quyền đó. Chúa ban là thảm họa luôn. Phải không chứ? Cho nên mình phải hiểu chỗ này. Tùy cái tính cách, tùy cái phẩm chất bên trong mà Chúa giao cho những thẩm quyền tương ứng. Cái điều này rất quan trọng nha anh chị em. Rất quan trọng. Tại sao nó quan trọng? Nó quan trọng bởi là như thế này nè. Một cái con người có thẩm quyền là người đó nhận lấy một cái trách nhiệm rất lớn trước mặt Chúa. Và người đó phải trả lời trước mặt Chúa những cái hành động của mình. Phải trả lời. Và Chúa mình là Chúa của tình yêu. Chúa mình là Chúa của sự gây dựng và công chính. Chúa mình không phải là Chúa đi đến đâu tức mình phá hoại đến đâu. Cho nên Đức Chúa Trời cũng rất là cân nhắc khi ban thẩm quyền cao hơn cho một con người. Rất cân nhắc. Đức Chúa Cha đã ban cho Chúa Giê-xu toàn bộ thẩm quyền. Và Chúa Giê-xu thật sự là người sống đẹp đi ra. Tôi chứng minh điều đó cho anh chị em thấy trong Giăng chương 18 nha. Giăng chương 18 câu 20-23. Anh chị em mở cùng tôi đọc chỗ này rất lý thú. Giăng chương 18 câu 20-23. Chúa Giê-xu là người mà làm đẹp lòng Cha khi được Đức Chúa Cha ban cho toàn bộ thẩm quyền. Giăng chương 18 câu 20, tôi đọc cho nghe. Và tôi đọc này. Đức Chúa Giê-xu trả lời cho ông ấy là vị thượng tế đó: ta từng nói công khai giữa thiên hạ, ta thường giảng dạy trong các hội đường và đền thờ là những người nơi người Do Thái tụ họp, ta chẳng nói lén lút điều gì. Tại sao ngươi hỏi ta? Hãy hỏi những người đã nghe ta nói với họ. Này, họ biết ta đã nói những gì.
Câu 22. Khi Đức Chúa Giêsu đã nói như vậy, một người trong đám thuộc hạ đứng gần đó tát Chúa Giêsu một cái và nói: anh trả lời thầy thượng tế như thế sao? Câu 23. Đức Chúa Giêsu nói lại với hắn: nếu ta nói sai, hãy chỉ chỗ sai của ta. Còn nếu ta nói đúng, tại sao ngươi đánh ta? Anh chàng hiểu cái ý tôi muốn trích dẫn đoạn kinh thánh nào mà Chúa Giêsu cầm quyền sinh sát cả cõi vũ trụ này trong tay ngài. Nhưng đang khi đối đáp với một người, thì có một kẻ thuộc hạ đến vả ngài một bàn. Tất cả anh em, tôi tất ông chỉ có được nói tôi là người tất cả. Nhưng mình đang nói bình thường, đến vả một cái, sỉ nhục giữa bàn dân thiên hạ. Và điều gì xảy ra nếu Chúa Giêsu nói: thôi, chắc ta kêu lửa diêm sinh được rồi, xuống đốt tụi bay cho rồi, tụi bay làm điều này không ổn rồi thì chắc chắn là lửa diêm sinh sẽ đến và đốt cả Jerusalem như Sodom và Gomorrah. Nhưng anh chị thấy Chúa Giêsu phản ứng không? Ngài điềm đạm và ngài nói: nếu ta nói sai thì chỉ chỗ sai, còn nếu ta nói đúng thì sao ngươi đánh ta? Anh chị em à, một cái người mà không có một chút thẩm quyền nào đấy thì khi người ta đánh đập mình ấy, chuyện bình thường. Nhưng một người mà có thẩm quyền trong tay ấy, mà bị người khác đánh đập, mà nhất là đánh đập một cách oan uổng ấy, mà nhịn nhục được ấy, thì phải nói là thánh nhân. Anh chị em cái amen với tôi không? Đó là thánh nhân. Mình sai mà nhịn nhục là chuyện bình thường. Ôi tôi ăn trộm ăn cắp bị người ta đánh nhục mạ lôi lại giữa đường, bình thường. Chuyện đó bình thường, ông ăn trộm ăn cắp đánh ông ráng chịu. Nhưng mà mình oan uổng, mình không có làm cái gì sai, mà trong tay mình lại có thẩm quyền. Trong tay mình có thể là có một lời nói, và nói một lời là người này sống và người này chết. Nói một lời là thế giới này sẽ lật nghiêng hay lật ngửa. Nhưng mà người đã nhìn nhận được thì đó là bậc thánh nhân. Chúa Giêsu chúng ta là đấng nào? Amen chị em. Chúa Giêsu chúng ta là đấng nào? Cho nên trong Ma-thi-ơ chương 5 câu 48 Chúa mới nói: các con phải trở nên hoàn thiện như Cha trên trời là. Anh chị em ơi, anh chị em có ao ước mình có thẩm quyền cao hơn không? Hãy hoàn thiện giống Chúa Giêsu. Amen. Đó là điều kiện. Chứ còn đuổi quỷ chữa bệnh là cấp thấp nhất. Đuổi quỷ chữa bệnh chỉ là cái điều sơ khởi ở trong thẩm quyền của Chúa. Nhưng để biến đổi một quốc gia, biến đổi một thành phố, biến đổi lòng người mới là thẩm quyền cao từ trời. Đó là điều Chúa kêu gọi mình. Đó là điều Chúa kêu gọi anh chị em và tôi. Hãy nhờ cậy Thánh Linh để có những bông trái yêu thương nhịn nhục bên trong, để có những sự nhân từ tử tế hiền lành bên trong, để có những cái tấm lòng đồng cảm bên trong, để có những cái điều tuyệt vời bên trong mà Đức Chúa Trời có thể tin cậy và ủy thác thẩm quyền của Ngài cho chúng ta, để chúng ta sử dụng thẩm quyền đó rao giảng phúc âm cứu rỗi những linh hồn. Amen. Amen. Đó là điều mà mình cần phải chú ý. Cho nên ở đây chúng ta cần biến đổi để phù hợp với các mức thẩm quyền cao hơn. Đó là chìa khóa mà mình cần phải nắm lấy. Một câu ở trong Tê-sa-lô-ni-ca 2 chương 3 câu 5 thì chép như vậy: nguyện xin Chúa hướng dẫn lòng anh chị em vào tình yêu của Đức Chúa Trời và vào ơn chịu đựng của Đấng Christ. Ơn chịu đựng. Chịu đựng đây là nhịn nhục. Nhịn nhục của Đấng. Cho nên thưa anh chị em, tóm lại lời của tôi muốn chia sẻ cho anh chị em buổi sáng nay là gì? Chúa đã ban cho anh chị em mình thẩm quyền để sống một đời sống lành lặn. Có rồi, nó ở trong lời nói của anh chị em, nó ở trong đức tin của anh chị em được phóng thích bởi lời nói. Hãy tin điều đó đi, và điều đó là chắc chắn. Điều thứ hai tôi muốn truyền đạt cho hội thánh là gì? Có ba mức độ thẩm quyền khác nhau. Mức độ thứ nhất là thẩm quyền trên bệnh tật nan đề ma quỷ nhờ danh của Chúa Giêsu. Mức độ thứ hai là thẩm quyền trên thiên nhiên, mưa gió bão bụt, sóng chớp, tai nạn, mà anh chị em có quyền để cầu nguyện ra lệnh cho những điều đó phải chăng hay. Mức độ thứ ba là thẩm quyền cao nhất, đó là thẩm quyền biến đổi lòng người, biến đổi cộng đồng, biến đổi quốc gia. Đó là điều mà anh chị em cần ghi nhớ. Và điều thứ ba tôi muốn truyền đạt cho anh chị em là
ở mọi mức độ thẩm quyền nó có một mức độ tính cách phù hợp. Chúng ta không thể nào ở cái tính cách trẻ con mà lại đòi mức độ thẩm quyền biến đổi quốc gia. Không thể. Chúa chưa ban. Vì nếu Chúa ban anh chị em sẽ hủy hoại các quốc gia lòng cổ xuống âm phủ hết. Chúng ta toàn cứ đòi kêu lửa từ trời đổ xuống thì thôi xong hết. Không anh thôi. Đúng không chị? Cho nên anh chị em ạ, lời cuối cùng tôi khuyên về hội thánh là hãy rèn luyện tính cách của mình. Hãy nảy sinh thật nhiều những bông trái thánh linh, tình yêu, bình an, vui mừng, nhịn nhục, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiếp đó. Chính bông trái này phải đầy dẫy trong đời sống anh chị em bởi Đức Thánh Linh. Anh chị em hãy sống cuộc đời bình an, vui mừng nơi Chúa. Đừng để thế giới này níu kéo tấm lòng của mình. Đừng để những giàu sang phú quý đời này làm trộn rộn trái tim của mình. Đừng để những cám dỗ đời này khiến cho thân xác này phải động mạng cho nó. Anh chị em ơi, hãy nên thánh vì ta là thánh. Đó là điều Chúa khuyên dạy. Và Chúa vui mừng khi anh chị em sử dụng thẩm quyền Chúa ban để giúp đỡ người khác, giúp đỡ mình, giúp đỡ gia đình, giúp đỡ cộng đồng của mình. Chúa vui mừng vì điều đó. Nói như tiên tri TV Joshua nói, chậm nhưng mà chắc chắn. Từng bước. Anh chị em mình sẽ tiến lên trong cấp thẩm quyền của Chúa. Ngày hôm nay đến đây, có một số anh chị em đang có bệnh tật đau yếu, có những nan đề, có những cái rắc rối trong đời sống. Anh chị em hãy tiến đi. Đức Chúa Giêsu đã khôi phục mình rồi. Đức Chúa Giêsu đã làm mình trở thành những con người được sống tự do rồi. Và sống tự do đó là bởi tin vào thẩm quyền mà Ngài đã ban cho mình. Thẩm quyền ấy nằm trong danh của Chúa Giêsu. Anh em hãy tin. Tin sẽ được. Tin đồng nghĩa với thẩm quyền. Anh em thấy câu chuyện thầy nói không? Chúa Giêsu khoen khen ẩm mình. Trong Israel ta chưa tìm thấy một người nào có đức tin lớn như người này. Trong khi Chúa đã nói về thẩm quyền. Đức tin là thẩm quyền. Hãy dọn tấm lòng của mình, ăn năn những tội lỗi của mình, rửa sạch cuộc sống của mình. Hãy tha thứ cho người cần tha thứ. Tiên tri TV Joshua nói, tấm lòng mình là phòng cầu nguyện của Chúa. Nếu trong phòng cầu nguyện là tấm lòng của mình còn chứa được những sự gay gắt, hận thù, đánh ghét, không tha thứ, cay đắng, buồn khổ, Chúa không thể bước vào phòng cầu nguyện của anh chị em đâu. Mà anh chị em mình không thể nào gặp Chúa một cách riêng tư được. Có thể anh chị em sẽ đến hội thánh này, một sơ và anh chị em cầu nguyện, đặt tay thì anh chị em thấy Chúa thăm viếng mình. Ôi, mình tươi mới, mình mát ở trong lòng, mình thấy bình an. Nhưng mà về nhà sao đâu vào đó. Là bởi vì lòng mình chưa dọn cho Chúa. Hãy dọn tâm lòng. Hãy nói, Chúa con quyết định tha thứ. Con quyết định buông xả tất cả những gì đang trói buộc lòng con. Chúa ơi, con quyết định hôm nay ăn năn tất cả những gì bất khiết trong cuộc đời của con. Từ lời nói, ánh mắt, hành vi. Lạy Chúa hãy giúp con. Hãy giúp con trở nên giống như Ngài. Con khao khát được nâng cao lên trong thẩm quyền thuộc linh mà Ngài đã trao ban. Amen chị em. Nhân sẵn sàng cầu nguyện cho điều đó chưa? Tôi mời hội thánh cùng cầu nguyện với tao nha. Chúng ta cùng đứng dậy này. Chúng ta hãy hết sức bình tĩnh trước mặt Chúa và mình cầu nguyện những điều như sau. Điều thứ nhất, chúng ta hãy cầu nguyện: Chúa ơi, hãy biến con trở thành kênh dẫn của Ngài. Hãy cầu nguyện như thế. Kênh dẫn điều gì? Chúa ơi, hãy giúp con là một kênh dẫn của tình yêu đối với người khác. Kênh dẫn của phước lành, kênh dẫn của sự bình an, kênh dẫn của sự vui mừng, kênh dẫn của sự chữa lành và giải cứu. Anh chị em là kênh dẫn, anh chị em là ống nước để quyền năng Đức Chúa Trời tuôn chảy qua anh chị em. Anh chị em hãy cầu nguyện là lạy Chúa hãy giúp con trở thành kênh dẫn của Ngài. Tôi muốn cả thánh hãy cầu nguyện điều đó ngay giờ này. Anh chị em hãy cầu nguyện trước Chúa. Đức Chúa Trời là đấng lắng nghe lời cầu nguyện của anh chị em. Hãy biến con trở thành kênh dẫn của Ngài. Hãy biến con trở thành kênh dẫn của tình yêu, của phước lành, của sự an bình, của sự vui mừng, của sự chữa lành, của sự giải phóng trong danh của Chúa Giêsu. Hỏi thánh ơi, hãy cầu nguyện về điều đó. Anh chị em hãy cầu nguyện về điều đó. Anh chị em hãy cầu nguyện hết lòng về điều đó. Anh chị em có khao khát năng quyền không? Có khao khát thẩm quyền không? Có khao khát những điều tươi mới, mạnh mẽ trong gia đình, trong cuộc sống của mình không? Hãy để cho Chúa biến cho em trở thành kênh dẫn của Ngài. Hãy cầu nguyện cho em. Hãy cầu nguyện trong danh Jesus Christ.
trong danh Chúa Giêsu Christ, trong danh Chúa Giêsu Christ, tất cả những con cái Chúa đang đứng ở đây phải là gân dẫn của Đức Chúa Trời cho tình yêu, gân dẫn của Đức Chúa Trời cho sự bình an, gân dẫn của Đức Chúa Trời cho sự tha thứ, gân dẫn của Đức Chúa Trời cho sự vui mừng, gân dẫn của Đức Chúa Trời cho sự trở lên và giải cứu. Hallelujah. Hãy cầu nguyện nha, hãy cầu nguyện mà công bố, công bố, công bố, công bố, công bố, công bố, công bố mình là gân dẫn của Đức Chúa Trời, mình là công cụ của Đức Chúa Trời, mình là khí cầu bằng vàng bằng bạc trong tay của Đức Chúa Trời. Oh hallelujah, lạy Chúa hãy giúp con, 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 hallelujah, lạy Chúa hãy giúp con, hallelujah, lạy Chúa hãy giúp con, hallelujah. Anh chị em ơi, hãy nói với Chúa, Chúa giúp mình, để Chúa giúp mình, để Chúa giúp mình xin năm ông trái của Đức Thánh Linh. Hãy dọn dẹp tấm lòng mình ra này, hãy dọn dẹp những gai góc trong tấm lòng mình ra này, hãy dọn dẹp những sự không tha thứ trong lòng mình ra này, hãy dọn dẹp những lo phiền trong cuộc sống mình ra này, hãy dọn dẹp đen nhen. Hãy nói với Chúa rằng con trao cho Ngài, bởi vì Ngài hãy săn sóc con trao nó cho Ngài, con trao lo lắng con cho Ngài, con trao bình tâm con cho Ngài, con trao những đơn đề của con cho Ngài, con trao những điều gây ra trong cuộc sống con cho Ngài, con trao những lo phiền con cho Ngài. Lạy Chúa hãy gánh lấy cho con, vì Ngài hứa rằng Ngài gánh lấy cho con, vì Ngài hứa rằng gánh Ngài thì nhẹ nhàng, gánh Ngài thì thật sự nhẹ nhàng. Chúa ơi, Ngài hứa điều đó Chúa, xin Chúa hãy đến làm cho con. Anh chị hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện. Và con nói với anh chị là huyết Chúa Giêsu ban phủ ở đây, và con bố huyết Chúa Giêsu ban phủ ở đây, huyết Chúa Giêsu ban phủ ở đây, huyết Chúa Giêsu ban phủ ở đây, rửa sạch, rửa sạch, rửa sạch, rửa sạch, mọi tối tăm phải được rửa sạch cho này, mọi tối tăm phải được rửa sạch cho này, mọi tối tăm được rửa sạch cho này, mọi ô uế được rửa sạch cho này, mọi những chuyện tối tăm được rửa sạch cho này. Trong danh Chúa Giêsu quỳ bần, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Chúng hãy cầu nguyện. Hãy tay có tội trong lòng hãy xuống ra, hãy mạnh dạn xuống ra, hãy nói với Chúa rằng Chúa ơi, tha thứ cho con, con quyết định bỏ mọi điều ô uế cho này. Chỉ hôm nay con được rửa bằng huyết Chúa Giêsu. Chỉ hôm nay con được tự do. Chỉ hôm nay con được tự do. Chỉ hôm nay con được tự do. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, chúng hãy xin Chúa giúp mình luôn sống thỏa lòng trong Chúa. Hãy xin Chúa giúp mình sống thỏa lòng với Chúa, kết nối với Chúa, luôn luôn vui mừng trong Chúa, luôn luôn thỏa vui trong Ngài, vì Ngài là đấng chung cấp cho đời sống kia. Ngài là đấng chữa lành anh chị, Ngài là đấng ban bình an cho anh chị, Ngài là đấng chăm giữ anh chị, Ngài là đấng giải cứu anh chị, Ngài là đấng chung cấp cho anh chị, Ngài là đấng nâng chân lên cao, Ngài là đấng xin lắm cho anh chị ngủ bình an trong tay của Ngài. Oh hallelujah, anh em hãy trao mọi điều cho Ngài, thỏa lòng trong Ngài, thỏa lòng trong Ngài, thỏa lòng trong Ngài, thỏa lòng trong Ngài. Hallelujah, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Và anh em hãy nghe đó này, không ai có thể gặp một vụ mùa nếu không gieo ra. Nếu anh em muốn đời sống mình thịnh vượng, hãy bắt đầu gieo hạt giống ra. Nó không chỉ là tiền bạc đâu, tôi không có ý nói về tiền bạc ở đây. Tôi đang nói hạt giống của tình yêu thương. Anh chị em hãy gieo những hành động và lời nói yêu thương ra trong chính gia đình của mình. Anh chị em sẽ gặt lại tình yêu thương. Anh chị em hãy bắt đầu gieo những cái cử chỉ hành vi của sự bình an vui mừng ra. Anh chị em sẽ gặt lấy bình an vui mừng. Anh chị em hãy gieo những đời sống tử tế ra. Anh chị em sẽ gặt lấy lại sự tử tế. Kể cả trong lĩnh vực tài chính, hãy bắt đầu sống ban cho. Anh chị em sẽ cảm thấy rằng đúng thật sự như lời Chúa nói, ban cho thì có phước hơn nhận lại. Hãy ban cho tình yêu, hãy ban cho bình an, hãy ban cho nụ cười, hãy ban cho lòng tử tế, hãy ban cho sự trợ giúp cho người bên cạnh của mình. Amen nhé. Và hãy cầu nguyện với Chúa đây, Chúa hãy giúp con gieo ra hạt giống, hãy giúp con bắt đầu gieo ra trong một vụ mùa. Ôi gieo sự tử tế, gieo tình yêu, hãy gieo nụ cười, hãy gieo sự chăm sóc cho vợ, cho chồng, cho con cái của mình. Hãy làm điều tốt cho người bên cạnh mình. Ôi anh em ơi, hãy cầu nguyện xin Chúa giúp mình. Chỉ có Chúa mới giúp mình làm được điều đó. Chỉ có Chúa mới giúp mình làm được điều đó. Sao năm không muốn em làm điều đó? Sao năm không muốn em gieo hạt giống của thiên đàng? Nhưng mà muốn rút đi tất cả mọi vụ mùa mà Chúa dành cho anh em. Hãy gieo ra, hãy gieo ra, hãy gieo ra. Hãy gieo ra, hãy gieo ra, hãy gieo ra. Hãy gieo những điều tốt lành và tử tế ra trong đời sống anh em. Hãy gieo ra, hãy gieo ra, hãy gieo ra. Ôi con cảm ơn Ngài, lạy Chúa.
Cha ơi, chúng con đứng nơi đây để cầu nguyện mà Chúa chuẩn bị chúng con, để chúng con có thể bước đi trong những thẩm quyền cao hơn mà Chúa dành cho chúng con. Không những đủ quỹ chữa bệnh mà có thể biến đổi các quốc gia, biến đổi làng xóm, biến đổi từng gia đình, biến đổi cho họ mỗi nơi đầy thẩm quyền trong cuộc sống của chúng ta. Cha, chúng con ao ước rằng khi chúng con bước ra và họ nhìn thấy hình ảnh của Chúa Giêsu trên cuộc đời của chúng con, đó là lòng yêu thương, sự nhẫn nhục, nhân từ hiện lên mênh mải tiếp tục trong đời sống chúng con. Thưa Chúa, hãy giúp đỡ anh em chúng con, hãy giúp đỡ hội thánh của chúng con, hãy giúp đỡ chúng con bước đi luôn và kính sợ Ngài và sống thánh khiết như Ngài. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài đã đưa chúng con đến nơi này. Chúng ta hát bài hát bởi ân điển mà con đến chỗ này. Anh chị em đến hội thánh này không phải tình cờ, nhưng đó là bởi tình yêu của Chúa. Chúa đưa anh chị em đến đây để được chữa lành, để được gặp gỡ Ngài, để được kết nối trong tình yêu của Ngài, để được biết rằng Ngài chuẩn bị cho anh chị em một tương lai cực kỳ sáng lạn. Thân thể anh chị em là đền thờ của Đức Thánh Linh. Chức vụ của anh chị em là chức vụ biến đổi con người. Chức vụ của anh chị em sẽ được nhìn nhận trên thiên đàng bởi các thiên sứ thánh của Ngài. Chúng ta hát bài hát này. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.